Đảng ủy Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng vừa tổ chức hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ năm 2022. Một trong những nội dung được chú trọng thực hiện đó là tập trung đẩy mạnh thực hiện hai khâu đột phá đã được xác định trong nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng lần thứ 10, nhiệm kỳ 2020-2025. Nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp và nâng cao năng lực nghiên cứu thiết kế, chế tạo vũ khí trang bị kỹ thuật, tập trung vào vũ khí mới hiện đại, góp phần hiện đại hóa quân đội. Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự và chỉ đạo. Năm 2021, Đảng ủy Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đã lãnh đạo thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng trong quản lý nhà nước về công nghiệp quốc phòng. Tổng cục đã báo cáo và được Thủ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành kế hoạch thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về nhiệm vụ giải pháp đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh. Là cơ quan trung tâm tham mưu cho Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng tiến hành tổng kết thực hiện nghị quyết số 06 của Bộ Chính trị, lập hồ sơ đề xuất xây dựng luật công nghiệp quốc phòng, động viên công nghiệp, chú trọng nâng cao trình độ khoa học công nghệ, chủ động nghiên cứu, thiết kế, chế tạo nhiều trang thiết bị vũ khí mới hiện đại, đáp ứng nhu cầu huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của bộ đội. Thượng tướng Phạm Hoài Nam yêu cầu, trong năm 2022, Đảng ủy Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng cần tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết chiến lược quan trọng của Đảng. Trong đó đặc biệt là quán triệt và triển khai thực hiện tốt nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển công nghiệp quốc phòng. Lãnh đạo chỉ đạo các cơ quan đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022, hoàn thành các chỉ tiêu theo kế hoạch. Chỉ đạo quyết liệt linh hoạt hiệu quả các dự án, đề án trọng điểm đã được đầu tư. Tiếp tục kiểm tra giám sát chất lượng các sản phẩm công nghiệp quốc phòng, chủ động nghiên cứu khoa học công nghệ, chế thử, phải đi trước một bước, gắn nghiên cứu khoa học với đổi mới sáng tạo.